Sáng ngày 24 tháng 5, Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Trần Thị Trang, huyện ủy viên, phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, lãnh đạo và chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy, trường, phó và thành viên Ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe truyền đạt các nội dung, nhiệm vụ công tác khoa giáo đối với Ban tuyên giáo cơ sở, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine định hướng công tác tuyên truyền. Đồng thời, trường, phó và thành viên ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được quán triệt thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo trong thời gian tới, gồm tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề tự soi, tự sửa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt việc xây dựng mô hình điển hình học tập và làm theo bác, tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để mạnh tuyên truyền hưởng ứng các cuộc thi làm tốt công tác tuyên truyền đậm nét các sự kiện thời sự chính trị xã hội quan trọng của đất nước của tỉnh của huyện trong 7 tháng cuối năm 2022, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên hiểu rõ hơn về lý luận, kiến thức thực tế, những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết đối với mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở trong tình hình hiện nay, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của công tác tuyên giáo.